គឺនៅពេលដែលគ្រឿងសម្ភារៈគ្រប់ដៃមានគ្រប់គ្រាន់ពេញក្នុងឃ្លាំងហើយតៃវ៉ាន់មានស្រាប់របស់ខ្លួនឯងនេះគឺចាត់ទុកថាជាការបង្កការលំបាកពីផ្នែកទីមួយគឺការគ្រប់គ្រងសុខភាពដល់ចិនអាចពួកបង្កការលំបាកផ្នែកការគ្រប់គ្រងសុខភាពសម្រាប់ចិនមួយទៀតគឺពង្រឹងសមត្ថភាពតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យ ចិននឹងក៏ពិបាកក្នុងការសង្គ្រប់យកក្នុងរយៈពេលខ្លីបានដែរនេះគឺជានៃដែលចង់បញ្ជាក់ថាបន្ទាយបញ្ចកោណគឺត្រៀមអស់ហើយដើម្បីដាក់គោលដៅសំខាន់ទៅលើការកសោបយកដើមមួយដោយលើកជាឧទាហរណ៍ថាតៃវ៉ាន់អ៊ុយក្រែនគឺមានសមត្ថភាពទៀតទេក៏ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់បែបយ៉ាងពីសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីក៏ពិបាកដែររហូតដល់ ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះដែលគេមើលឃើញថារុស្ស៊ីកាន់តែលំបាកខ្លាំងអាចមានមានរបាយការណ៍ថ្មីៗថារុស្ស៊ីងាកទៅទិញអាវុធពីកូរ៉េខាងជើងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អីជាដើមដែលគេមើលឃើញថាលំអាននេះបើសិនជាមានការកសោបឬក៏ការវាយលុកណាមួយពីសារ៉ាអពីក្រុងប៉េកាំងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺលំអានហ្នឹងនឹងអាចស្រដៀងគ្នានេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ហើយការលើកនោះ គឺมันបានបញ្ជាក់ថាសារ៉ាអាមេរិកត្រូវចូលរួមជាមួយទេក៏ប៉ុន្តែជាការបង្កលក្ខណៈធ្វើឲ្យចិនពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការសឹករបស់ខ្លួនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នេះបាទការលើកឡើងពីមេបញ្ជាការទ័ពអាកាសនៃមន្ត្រីបញ្ជាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាចិនមានបំណងនៅក្នុងការប្រើសង្គ្រាមដើម្បីវាយសង្គ្រប់យកកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលនេះអញ្ចឹងលោករីណាចង់ដឹងអំពីជំហររបស់ចិ
phơi xò bọc luôn đại miên chỉ bọc cả Taiwan rồi chỉ còn máu tăng tiền tay tạ cao máu cứ Taiwan chân đầy cốt vùng ban lướt lang ẩm pi rót bao tham ấy bờ sân chia cả đàn đam do cứ có cả chụp chung chiết nam mũi mũi cả Taiwan cứ chân nâng mình đã rót bao bọc luôn ấy nơi là cả Taiwan thì các bạn thấy không phơi xò không khai chân không khai xây hà cái lòng tới cõi miền nam tây nam cái chỉ mình to mình tua pi sa ra đầm rây pi mình tây sa ra đầm rây nâng cái chân bàn độ bầm nong vật há thì có độ và ca khác để chạy nông hái thá nơi pi để chân cái sọc dọ bàn hái cái trật đại rót ba miền tây thá nè có tây bàn tầng ở nâng miền rót ba khuôn ai men vận tải tây chòng cắt ca anh nhá pi bất định chân đại chân ban lực lang khôn cả là nay na cả đó để có tài văn trong bậc đại khôn rư có bằng cân sự cảm phục đại khôn cứ chân mình ăn này nhát ở tài văn thưa bài nước ban cho đại khát khôn giờ về trong cầu và màn chỉ riêng lập chân mới cứ mới khơi thả thì bồ đề cầm lăng vô thiền bỏ chân tiền cương sự youtube bậc cao cấp bài giảng kim nguyên ca chuyên lươn khang rồi hỗ trợ thu ở sa rầm đích nâng sầm bồn bên tay để phơi tay để lược lang ẩm pi ở tiệp bồn khang này vô thiền bỏ chân rồi có cao bằng hai nhà rất này vô thiền bỏ chân rồi chứ này chân ban lược lang hai cao pi đầm nào tiệp sanh cái bỏ lục sinh Nancy Pelosi rồi có muốn cả thôi đầm nào bỏ lục sinh Nancy Pelosi thá tài vẫn cứ chế đài khai được bỏ luôn mình ai cắt đặt chân vì chân đầy cột bàn thì tiền bánh hà bảo vật ở xa cả đói bánh hà chạy sẽ đánh có đời ta chí tức đây là bỏ chân ở đây nhẹ na cả đói cầm lăng khăn cây na mùi cả đói trong chùm rung ở miền gặp lại luôn trong chùm rung bằng cơn sẽ gặp một phía bật chăng cho mùi chân cứ chân mình ăn ở nhà chạy đại khát được chứ rốt tầng vơ rưu cơ sẽ gặp phía đại cả lăng phía xa rộng rưu không dạ cả lo màu ní cứ chân bàn bằng hai nhằm tì ấy dạ bật chạy trang nâng nốt rưu chê miền ca trong cho cha lãng vinh trong việc phía xa thuê ca rùm khí ní cứ chân tìm tìa oi xa rộng đích đã lẽ khăn oi xa rộng đích đã xa rai ẩm bị ẩn điệp bố là vị trí miền để các chân biểm nào tạo sản cách bộ lộ xây năng xí bà lợi xí hay chân cái nơi đẹp bà căn chùm hồ đấy thay cứ nẹ nà lúc đáy cái đáy đáy lúc chân đáy chân chân cứ miền chân nà bị bày tế cứ miền tài chân thể mùi hay chân bà căn chùm hồ đáy khát tăng việt đá mó thá cứ đáy đầy bà chân khi mình ai miền nà mô bòm bì bòm biên bàn chữ đáy khát hay cả ở đây có tài văn ý bảo thất nơi khả năng sản phía đôi bà chữ bón miền này thay sản phía chữ đáy cứ ai bàn to này bán cả bàn tay bờ miên sự cam mà phê bằng hai cả ơn cả tôm bị phê và cả ai cái đấy thì cả trong đại khuôn đời xa tại sầm an mất phe pi bờ tây là tây rồi cả pi sầm pon là mất đỏ tây đại chỉ bờ tây khang khang hay ôn án cứ chân mình ăn ở nhà đấy khi chỉ chìm hồ bỏ chân đại bàn chay nông phơi so hay nâng miên cả đỏ chân đời bờ cả khá là chỉ cả thu thôi xong rồi có tài văn cả đại bàn chân cả pi khai xây hai cái lòng tình
បាទសូមអរគុណលោករីណាយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីបញ្ហាតានតឹងរឿងកោះតៃវ៉ាន់នេះជម្រាបលាបាទ តើតើនៅមហន្តរាយធម្មជាតិនេះដែរក៏លើកទឹកមើលភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនគឺនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈាន់ដែលបានទទួលរងគ្រោះដោយសារតែរន្ទជួយដីកម្រិត 6នាក់សង្គ្រោះរបស់ចិនបានធ្វើការនៅក្នុងទីតាំងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីជួយជំនះពលរដ្ឋជាង11000នាក់បន្ទាប់ពីរន្ទជួយដីកម្រិត 6.8 រិកតើបានវាយប្រហារខេត្តស៊ីឈាន់នៅភាគនិរតីនៃតំបន់ភ្នំរបស់ប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 96នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនិងប្រមាណ26នាក់កំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយរូបភាពពីវីដេឧប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋដែលថតបាននៅចំណុចកណ្ដាលនៃតំបន់លូឌីងនៃខេត្តស៊ីឈាន់បានបង្ហាញឲ្យឃើញក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានជួយអ្នករងរបួសឆ្លងកាត់ស្ពានបណ្ដោះអាសន្នដែលសាងសង់ដោយយកដីបាទដោយយកដើមឈើមកធ្វើជាស្ពានដើរឆ្លងកាត់ខណៈទឹកហូរនាំដីល្បាប់នៅខាងក្រោមស្ពាន ពលរដ្ឋចម្លៀសខ្លួនដែលអាចដើរបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលំនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេដែលមានជម្រាលភ្នំនិងមានដីបាក់ធ្លាក់ដោយគ្រោះរញ្ជួយដីវីដេអូពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកបានបង្ហាញផងដែរថាពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងកាន់របស់របរយកទៅជាមួយខណៈក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបានព្យាយាមចូលទៅដល់មនុស្សដែលជាប់គាំងដោយមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងបញ្ជូនជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ
cầm nót dung tờ tam cả bạn đây nâng phơi đồng bọn phân đài rôn cả khổ khát. Bà tôi rất thích những cái chuyện là lời dân cho một căn bộ để mình xâm khăn xâm rạp thằng này nì. Đội bà đàm ông bì bà tích Pakistan. Rồi hôm bà đoàn bên này, ông ca xã hạ bà chia chết nơi thầy bóng hai nơi cơ đây bà rộng chìa khăn ông bì xã thàn ập hiếp nơi cơ bà tích Pakistan. Đại bàn tà tùa rộng phòl bà bò thương ngôn thương ngô đòi xa tại bà nhà hà tực chùm nôn. Nâng bàn bọn đà là em nụ rộp bò nẹ bàn bạc bóng chì vứt. Đòi rộp chạp tăng bì ông lông khai bị thổ nà cơ lòng mốc đài bà tích nì. Bàn tà tùa rộng phòl bà bò thương ngôn thương ngô đòi xa tại tực chùm nôn nì. មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាស្ថានភាពក្រោយការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារទឹកជំនន់នៅប៉ាគីស្ថានកំពុងបន្តផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង30លាននាក់រួមទាំងជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរការពីថ្ងៃអង្គារនោះដែរប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រឹងប្រែងបើកផ្លូវទឹកកាន់តែធំនៅក្នុងបឹងធំបំផុតរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យទឹកបុកខ្លាំង ស្របពេលទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានដែលបានជន់លិចមួយភាគ3នៃប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានពីការមកដល់នៃគ្រោះមហន្តរាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកអ៊ីនឌ្រីកាហ្រាតវ៉ាតេនាយកការិយាល័យប្រចាំតំបន់សម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មាននៅការិយាល័យនោះថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងទទួលជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែបង្កើនការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ប៉ាគីស្ថានកុំបងអង្គទន្ទឹមនឹងផ្លូវការដែលបញ្ចេញការពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសារភ្លៀងរដូវមូសុងនិងទឹកជំនន់ ដែលបានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាកណ្ដាលខែមិថុនាបានកើនឡើងដល់1,325នាក់និងមានអ្នករងរបួស11,273នាក់ផ្សេងទៀតចំណែកលោកថារិកចាសារេវិកអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានការពីថ្ងៃអង្គារថាអគារសុខាភិបាលជាង1,460កន្លែងនៅប៉ាគីស្ថានត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងនោះ 432កន្លែងត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងស្រុងនិង1028កន្លែងរងការខូចខាតដោយផ្នែកប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនបាននិយាយដោយជឿជាក់ថាភាពតានតឹងផ្នែកយោធាជាមួយចិនបានធ្វើឲ្យជំនាញប្រយុទ្ធយោធាជាតិរបស់ទីក្រុងតៃប៉េកាន់តែមានភាពចាស់ទុំហើយកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនគឺកាន់តែមានធម៌ពលខ្លាំងឡើង
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារទី 6 ខែកញ្ញាថាជំនាញប្រយុទ្ធរបស់យោធាតៃវ៉ាន់ឥឡូវនេះមានភាពចាស់ទុំជាងមុនហើយវាអាចនិយាយបានថាដំណើរការនៃការប្រយុទ្ធបានប្រសើរជាងមុនដោយសារតែមានភាពតានតឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយចិននិងការធ្វើសមយុទ្ធរបស់កងកម្លាំងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ថ្លែងទៅកាន់កងទ័ពអាកាសនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសហូលែននៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់តៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅជុំវិញច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅតែមានភាពតានតឹងនៅឡើយហើយការគម្រាមកំហែងពីចិននៅមិនទាន់បាត់ទៅណាឡើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា ចំពោះបញ្ហាប្រឈមយោធាជាតិរបស់យើងបានឆ្លើយតបដោយស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះចេតនារបស់សត្រូវក្នុងការឈ្លានពានបានការពារសន្តិសុខប្រទេសដោយអត់ធ្មត់លោកស្រីបន្តយ៉ាងមានមោទនភាពបំផុតចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីបេសកកម្មត្រៀមប្រយុទ្ធនេះជំនាញប្រយុទ្ធយោធារបស់ជាតិយើងកាន់តែមានភាពចាស់ទុំហើយកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់វាកាន់តែមានធម៌ពលខ្លាំងឡើង នៅក្នុងឱកាសដដែលនោះតៃវ៉ាន់បានកំណត់យកការការពារជាតិជាប្រធានបទសម្រាប់ទិវាជាតិ10 ដុល្លារនៃឆ្នាំនេះក្រោមពាក្យស្លោកថាអ្នកនិងខ្ញុំរួមគ្នាការពារទឹកដីនិងការពារប្រទេសទន្ទឹមនេះលោកស្រីសៃអ៊ីងវិនក៏បាននឹងកំពុងត្រួតពិនិត្យលើកម្មវិធីទំនើបកម្មវិស័យការពារជាតិនិងបានបង្កើនការចំណាយទៅលើវិស័យការពារជាតិជាអាទិភាពសម្រាប់ប្រទេសផងដែរប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់រូបនេះបាននិយាយ ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមិនដែលគ្រប់គ្រងកោះនេះទេដូចនេះវាគ្មានសិទ្ធិទាមទារឬសម្រេចអនាគតរបស់កោះនេះឡើយពលមានតែប្រជាជនតៃវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចកំណត់ទៅលើជោគវាសនារបស់ពួកគេបាន គួររំលឹកថាប្រតិជនបានរៀបចំសមយុទ្ធយោធាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់ទីក្រុងតៃប៉ិកកាលពីខែមុននេះបានបង្ហាញពីការខឹងសម្បារជាខ្លាំងទៅលើអ្វីដែលទីក្រុងប៉េកាំងមើលឃើញថាជាការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ខណៈទីក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារនិងអះអាងកោះនេះថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួន តាំងពីពេលនោះមកសកម្មភាពយោធាចិនតែងលេចមកជាញឹកញាប់នៅជិតតំបន់កោះតៃវ៉ាន់ហើយចិនមិនដែលបោះបង់ចោលគំនិតនៃការប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីយកតៃវ៉ាន់ឲ្យមកស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឡើយពិភពលោកក៏នៅតែបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរអំពីសវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរជុំវិញក្តីបារម្ភថាមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរអាចនឹងកើតមានឡើងចេញពីរោងចក្រធម៌ពលនុយក្លេអ៊ែរ នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែនិកជននៅមុនពេលដែលទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិចអន្តរជាតិ IAEA នឹងបញ្ចេញនៅរបាយការណ៍របស់ខ្លួនក្រោយចុះទៅត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់នៅរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបនេះមានការព្រមានមួយពីលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានព្រមានថាមហន្តរាយដែលបណ្តាលមកពីជាតិវិទ្យុសកម្ម គឺកាន់តែគៀកនឹងកើតមានឡើងមែនទែនហើយកាន់តែពីសដានយមានការចូលរួមបន្ថែមពីលោកជិនសរីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមានរូបទៀត របស់ទូរទស្សន៍ ព័ត៌មានBTV លោកសរីមតាមានរឿងអ្វីថ្មីឬក៏មានការគម្រាមកំហែងអ្វីថ្មីទៀតឬនៅរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរザポリសានេះទើបលោកសេលែនស្គីមានការព្រមានបែបនេះបាទការព្រមានរបស់លោក Volodymyr Zelensky ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមហ៊ុន ធម្មពលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនInagoatomបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអគ្គិភ័យដែលបានឆាប់ឆេះនៅតាមប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរបស់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅសាប៉ូរីសាហ្នឹងពីព្រោះគ្រោះអគ្គិភ័យនេះបានកើតឡើងដោយសារតែការបាញ់ប្លង់គ្រាប់ប្លង់អញ្ចឹងការបាញ់គ្រាប់ប្លង់ធ្វើឲ្យ ធ្វើឲ្យគេហៅដេមីជ power line គឺប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនឹងត្រូវភ្លើងឆេះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាខាងក្រុមហ៊ុន Energoatom ដែលជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងគឺបានសម្រេចបិទម៉ាស៊ីនរេអាក់ទ័រចុងក្រោយរបស់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរザポリសានឹងដោយសារតែបញ្ជាពីគ្រោះហានិភ័យណាមួយដែលអាចកើតឡើងfire force
the shutdown of the last working reactor. Chẳng the last working miền đây thằng nó không rung chạm tham phun nơi kia Saporisa nâng miền mà sân pro thì có bổ mùi miền mà sân reactor nâng bổ mùi hay không bổ mùi nâng cứ bật buồn là hơi bật buồn là đầm nà cà pi hay đào phê sẽ đây bật cà pi mà sân mấy nhờ bỏ krom hôn in gua tôm rồi bỏ bật tế ôi krai nâng thang không chùm nóm nâng cứ last working reactor nâng chơi sạch đào này hơi chẳng à lâu sở rộp máu cứ mà sân reactor tăng bổ mùi nên nông rung chạm tham phố nơi khỏe Saporisa nâng trợ bán bật tầng sông hay đại xa tái miền cả bánh cửa phong tới chấm power line tới chấm mặc xài phút cung đại chênh tì rung chạm tham phố nơi khỏe nâng chân hai bàn chía bảo thiên thì bảo đây bảo vệ tế Ukraine lục lô đi miền Zelensky bàn chênh sự đây bảo cách bảo tò vì nâng đầu tiết thà lâu ní cửa mà hôn tà rai chiết bình chủ sự cam đại ca chênh vì nơi khỏe cứ cầm bông tay cầm riêng cầm hành khăn mềm tên tớ đoàn bởi chìa bởi rốt bởi bởi tế Ukraine chìa bởi xe bởi chìa bởi rốt nếu phía kháng thấp bông này bởi tế này đại cầm bông tay hay hùa đòi dừng kriếm rồi viên con ngầm lăng dù thiê rồi bởi tế Rússi nâng Ukraine nhưng bởi chạy chung tha rung chạy nơi khỏe Saporisa nếu phía kháng thấp bông này bởi tế Ukraine nâng kháng con ngầm lăng dù thiê rồi bởi tế Rússi bàn đàn đàm càn cạp nâng tăng phí khai mì nà, mì nây thà bỏ đề bạc ca sắc phí xe rô bà bà tì rù xì chô nông bà tì ôi kren vì ngày tì mà phải buôn khai cùng phẹ chẳng về chất đạch khai cùng phẹ hỏi hỏi đó khai mì nà nâng cứ kháng con cùng năng dù thiê rô bà bà tì rù xì bàn càn cạp cụp cồng tà năng chẳng và hai chìa muôi sạp đá rưu phí sạp đá nâng cứ kháng rù xì cụp cồng tà hỏi bà tài rương à lâu nâng đại chỉ ca cầm riêng cầm hành đó đầm nào cá rồi đó hà thì thấy này chuyện bị chui sự cam đại phía trên bị nơi lệ án cứ đại xa đại phía kỳ từng pi nâng chào bậc căn khnề chào bậc căn khnề hàng Rusi chào hàng Ukraine Ukraine chào Rusi thá trên đấy bánh cua plong từ các bài đầm bon rung chạm tham một bộ nơi lệ án Saporisa rứa cổ cua thọc khla nâng miền thề từ khnông pạ để bên này rung chạm tham một nơi khỏe áp Saporisa hay là mà rõ hôm nào đó bên ý cứ mình toàn đăng cho bạn là lời ẩm phí phía ký để bàn bánh của phóng cho được nông đồng bón rứ đồng bón các bài rung chạm tham một nơi khỏe áp tê chẳng hãy xông bay tại mình men tại Rusi mình men tại Ukraine mình men tại bà tê nà rốc tê xông bay tại chi lẹ cả nạ on trả chiên miền ông ca xa hạ phí chiên tại chi đám nó có bằng hai cái đấy bà rõm đây bà rõm là trong tha bà sân bà phía khi chùm lùa Ukraine Rusi nơi từ những ôl mục đạc nền chẳng hà nì phây nơi cửa mà hòn tà rai nơi khỏe chùm bà xếp tục chê mà sân rê ả tơ nơi đồng bọn rung chạ Saporisa nâng cứ thua ở miền vì nì hòn tà rai nơi tù tèm vì phục lốt đại trời tầm miền chùm nạp ca tục sát tà lớn nâng tù hì giang ná còn mà sân pro tì co chùm nôn bùm mùi nâng và tàm krom hôn tham một bộ rô bà bà tì ôi kren y nơ gùa tôm nâng bàn bà ca thá cứ bật mà sân rê ả tơ nâng ơ hạch bà trong đăng ẩm phí chùm hô rô bà Ukraine ở bên này bằng tạch tiết lúc xử rìm những bàn đăng thà tạm cặp tới rung chạm thăm một bộ nơi khỉa này bàn thật nơi kram ca khrup khrung rô bà rô xí tăng bì mlong khai mì nè máu bà chá bán rô xí chả nè khrup khrung bà ta rung chạm này cứ dừng đăng hai thà chìa rung chạm rô bà Ukraine tì Ukraine thật bàn bà ca thà nâng viên đoàn đàm dọc Zaporizhia hay nè khá nông có bộ rùm tàng rung chạm này tà lọp màu vinh đài bà sân chìa mình viên dọc bê ni tế ai nâng thật cả ông ca cực cực ngờ bỏ rô xì rô hột bọn tay bà sân chìa viên dọc vì ai quá cho mà sân ở đây ạ tớ đại bà có thơ chìa mà hòn tà rãi nuôi kì ế ta Ukraine xâm ra chết dàng nà nè bê ni bà kháng phía kỳ Ukraine nâng cư xâm ra chết viên bà hà nâng chạm tăng vì khai môn đàm khai môn mê xâm ra chết viên bộ tư lưu kháng bà tê rô xì nâng nơi đầm bọn phía kháng thú bố ngồi tên đầm bọn rung chạm nơi kì ế Saporisa nâng tiết và tạm lô của lô thì mía Zelensky bởi thế nên đập đầy bỏ vật tế Ukraine bà bà ca thá con cầm năng dù thiê rồi bỏ vật tế Ukraine trớ tài cứ trớ tài vì bà hà do đầm bán phía kháng thấp bốn đại càng cao đòi Rusi mà bính ruộng tiền do nó đó là hốt đó đầm bán Crimea đại lôi chô nông cọc chô nông xa mốt nông tiết xa mốt khmai nông tiết cứ trớ do tầng ốc mà bính phần tái cao về bà hà nâng hạ đôi chứ mình bàn từ tuổi chụp chơi thế mình bàn dù vinh thế phần tái khôn là bà tế bát ca sắc rồi bà tế Ukraine
bà tam sự cái đấy các rồi bà hàng con tổ của Ukraine cả bị ngay chán và sao mình đấy thá luôn ban cho đồng bọn Kherson đồng bọn Khai Kherson nâng nơi không bay hàng tập bóng này về tới Ukraine đấy cứ hàng phía kia Ukraine quay vô phía hàng trường bàn hơi quay vô Kherson nâng phía hàng trường bàn hơi hàng Ukraine tham mình vô phía hàng trường đấy cứ vô tổng Khai Kherson nâng và đấy hàng phía kia Russia mình thả chân tế cứ quay đi bàn tại phía hàng trường tách nâng ở lâu nâng hàng Russia cũng bóng rồi quay rồi cho ràng tự vinh nhưng vậy nâng chung phố đồng bọn rung chạc xa bồ đi xa nâng hàng Ukraine mình vay tận năng tế mình vay nơi đồng bọn rung chạc năng tế cứ vay trên bị khai khờ xôn nê máu màu hàng mà rì dô bồ lì nè miền này thà vay vung bị bố nơi bê phai cho bán nâng bệnh dây bị xài bật tuột vinh còn gầm lăng dô thiê rô bà tê rù xì nâng cụ rô rộng phía kháng thập bông nâng cứ nơi trâm rung chạc nơi khá lẽ xa bồ đi xa nâng cụ rộng trâm nâng hỏi hàng Ukraine mình vay chom tận năng đây cả hàng một ruộng vay nó mình vay chom cả lại mình xin ruộng trạm tham quân được lệ năng thế cứ vay hàng hàng miền này là vay hàng hàng chẳng nơi khai cơ sân nơi Mariupol cho đám chẳng vay hàng hàng trôi mò hàng cầu ruộng trạm năng vinh hỏi rằng ở Ukraine khai thật thế mình hiện vay vô Belarusi vinh nó mạnh thế cứ Ukraine vay bàn tay còn mình vay chom một ruộng năng chẳng hỏi bạn chụp rồi pháo nếu tại tây ban phòng tây cái bài nâng mình đang thả hàng Russia rồi hàng Ukraine vì Russia chào thả Ukraine nè bánh tê bánh những bánh sầm đau từ lứa cầm tích mua là than tổ Russia cầm tích khang stock crop Russia rứa của cầm tích từ lứa tì tăng đã cầm lương thông rồi bỏ hàng vào tiền Russia còn tại bánh bị chầm ngái vì mình tây cho ông cô đau tới việc khâu nó về tới lẽ cái bài rung chạm tham quân được lẽ ra bồi ra nhưng sau đó màu bên chầm buộc cô đau rồi bỏ về tới Ukraine cứ cô đau về và hai do đồng bọn phía kháng tập bốn đại can cấp đòi Russia nước do mà ở Ukraine vĩnh đại Protibat ca sát cầm bông thưa rằng cái đại cực cục nó về phải cho bón còn tại kháng Ukraine mình đặt một ruộng trong ruộng chạm tham một phố nơi có lẽ Saporisa tập bản năng địa bàn bà sau một cơn lốc xảy ra như này bản to tam đa năm pi sát thành ở phía chiều rùm chung với riêng sông Krim Russia nước Ukraine bản to tiền chấm riệp liệp học con bà